Sau khi thắng đội tuyển Việt Nam, những cầu thủ Bồ Đào Nha đã có những đánh giá công tâm về đội của chúng ta ở World Cup 2023. Đội tuyển nữ Bồ Đào Nha lần đầu dự World Cup như đội tuyển nữ Việt Nam, nhưng đại diện châu Âu với trình độ vượt trội cùng lối chơi giàu tốc độ, sức mạnh và kỹ thuật đã giành chiến thắng xứng đáng. Tuy nhiên, sau khi trận đấu kết thúc, các tiền vệ Andrea Jacinto, Joana Macha thẳng thắn thừa nhận Bồ Đào Nha đã trải qua 90 phút khá vất vả trước tuyển nữ Việt Nam thi đấu quyết liệt và giàu kỷ luật. Tiền vệ Jacinto nói với RTP, trận đấu quá khó khăn với Bồ Đào Nha, cầu thủ Việt Nam tranh chấp tốt và chịu khó đeo bám. Họ đã quyết liệt, giàu kỷ luật và không bao giờ từ bỏ. Tiền vệ Macha có chung nhận xét với đồng đội, cô nói Việt Nam chiến đấu rất quyết liệt, họ mạnh mẽ và nhanh nhẹn, họ là đối thủ khó chơi. Không trận nào ở World Cup là dễ dàng. Chiến thắng ở sân chơi này là trải nghiệm tuyệt vời. Chúng tôi cũng có thể đã thắng đậm hơn, nhưng chúng tôi cần hiệu quả hơn trong khâu dứt điểm. Tiền đạo kỳ cựu Carolina Mendes cho biết, chúng tôi hạnh phúc vì hoàn thành nhiệm vụ ở trận gặp Việt Nam để nắm quyền tự quyết trong lượt trận cuối. Đội tuyển nữ Việt Nam chưa thể ghi bàn đầu tiên ở sân chơi World Cup, dù vậy, những chỉ số cũng được cải thiện. Tuyển nữ Việt Nam tung 5 cú dứt điểm, trong đó có một pha trúng hướng cầu môn ở trận gặp Bồ Đào Nha. Ở trận thua Mỹ, các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung không dứt điểm được lần nào.